Thưa quý vị, sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dù hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Năm 2020 Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. 50 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao trọng tâm là Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Công an thành phố đã phát huy vai trò nồng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phạm pháp hình sự giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,6%. Các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm được điều tra khám phá nhanh, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,1%. Năm 2021, công an thành phố tiếp tục triển khai tốt các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.